ăn thịt nướng sai sách có thể gây ung thư và nhiều bệnh nguy hiểm. Chuyên gia chỉ cách để an toàn cần tuân thủ 6 điều sau đây. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt nướng gây ung thư thì không chắc chắn là đúng, nhưng thịt nướng chứa chất gây ung thư thì đã được khoa học chứng minh. Theo các chuyên gia, thức ăn chế biến dưới dạng chiên, nướng đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh hơn đồ luộc, hấp. Nhưng không vì thế mà bạn tuyệt giao với món ăn vạn người nơi này. Chỉ cần tìm hiểu và thay đổi một chút trong các khâu tầm ướp, chế biến, bạn có thể loại bỏ bớt độc tố gây bệnh. Theo Viện Ung Thư Quốc gia Mỹ, hai nhóm chất phát sinh trong khói lửa khi nướng thịt có tên là nhóm amin vòng phức, HCS heterocyclic amines, và nhóm hydrocarbon phương hương đa vòng, BA học sinh aromatic hydrocarbons. Nghiên cứu cho thấy các HCS làm phát triển ung thư vú, ruột già, gan, da, tiền liệt tuyến. Còn các PAHs học sinh thì gây ung thư bạch cầu, hệ tiêu hóa và phổi. Vì vậy, nếu bạn nướng hay chiên, áp chảo các loại thịt hãy cân nhắc giảm nhiệt độ. Việc thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao là nguyên nhân chính sản sinh HCA và PA gây ung thư. Ngoài ra, để loại bỏ bớt độc tố gây bệnh, trong quá trình ăn và tẩm ướp nướng thịt, cần lưu ý những điều sau đây. Chọn thịt nướng ưu tiên nạc nhiều hơn mỡ. Khi nướng thịt bạn, nên ưu tiên thịt nạc nhiều hơn thịt mỡ, vì lượng mỡ tan chạy xuống thang sẽ dễ tạo ra chất gây ung thư. Ngoài ra, một nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Viện phòng chống ung thư Hawaii cũng chỉ ra rằng, với những món nướng bạn nên tầm ướp qua đêm bằng những loại gia vị như tỏi, hành hay nghệ vì như thế chất hóa học HC sẽ giảm xuống 50%, nguy cơ ung thư sẽ giảm xuống đáng kể. Không ăn phần thịt nướng bị cháy hoặc nướng quá khô. Theo chuyên gia dinh dưỡng, tuyệt đối không ăn phần thịt nướng đã bị cháy mà nên cắt bỏ phần cháy hoặc không ăn những miếng thịt cháy đó. Thời gian nướng ngắn vừa đủ để thịt chín. Vệ sinh dụng cụ nướng sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Giảm thời gian và nhiệt độ nấu. Điều này không có nghĩa là bạn phải ăn thịt tái, mà chỉ cần đặt miếng thịt sống vào lò vi sóng khoảng 60 đến 90 giây trước khi mang nướng để làm giảm thời gian thịt nằm trên lửa. Theo Viện Ung Thư Quốc gia Mỹ, nếu bạn đang nướng hay chiên áp chảo, hãy cân nhắc giảm nhiệt độ. Việc thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao là nguyên nhân chính sản sinh HCA và PA gây ung thư. Chú ý đến gia vị tẩm ướp. Các polyphenol chống oxy hóa trong nước sốt. Gia vị tẩm ướp có thể giảm 88% chất gây ung thư được tìm thấy trong đồ nướng. Theo Viện Khoa học Thực phẩm Kansas, Mỹ, hiệu ứng này đến từ những loại thảo mộc và gia vị như hương thảo, nghệ, tỏi tươi và ngăn chặn hình thành HCS. Không chỉ vậy, tẩm ướp còn làm tăng mùi vị của thịt. Tránh hết phải khói nướng. Năm 2015, giới khoa học Trung Quốc chỉ ra người tiếp xúc với khói nướng một giờ mỗi ngày dễ bị ung thư hơn người khác. Chất độc trong khói nướng không chỉ xâm nhập vào cơ thể qua hệ hô hấp mà còn qua làn da. Bởi vậy, trong trường hợp dùng bữa ngoài trời, bạn nên để vị nướng cách bằng ăn 3 mét, đứng ngược gió khi nấu và điều chỉnh mức lửa để hạn chế khói. Chỉ nên ăn một đến hai lần trên tuần. Để đảm bảo sức khỏe, bạn không nên ăn thịt nướng quá thường xuyên. Chỉ nên dùng từ ngày 1 tháng 2 lần trên tuần, với lượng khoảng 100 gram thịt, lần không ăn hàng ngày sau khi ăn đồ nướng một lần thì nên nghỉ một tuần đến vài tuần để thải hết độc tố ra khỏi cơ thể lưu ý người có tiền sử đau dạ dày không nên ăn thịt nướng vì có thể gây ra chứng khó tiểu người già người có vấn đề mỡ máu tim mạch cao huyết áp cũng nên hạn chế ăn món này